destruction. Ok, hey, yo xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của các game game, chào mừng với series hướng dẫn cũng như chia sẻ kinh nghiệm chơi các bộ cờ ở trong Mobile Legends 33 Magic Chess nha. Thì ngày hôm nay mình sẽ đem đánh bạn một cái bài đánh liên quan đến con Altus Cuba. Còn bài đánh nó là bài đánh gì thì một lát nữa chúng ta mới biết được chứ. Còn giai đoạn này thì đương nhiên là chúng ta sẽ không có biết được là mình sẽ đánh vào cái gì đâu. Tạm thời thì giai đoạn đầu chúng ta sẽ để thua 4 lượt để mình có thể gọi là lấy được con tướng 5 tiền 2 sao ở lượt thứ 5. Rồi, đó là tất cả những gì mà các bạn có thể gọi là cần phải biết với cái kiểu đánh của con Altus. Phép bổ trợ mình khá là chán nha. Và tướng mình nó cũng đang không có vô form luôn. Khi mà nó thật sự là những con tướng không có sử dụng được. Những con tướng 2 tiền này mua về thì mất công nó thắng anh em à. Chúng ta sẽ để 3 con cờ như này thôi nha, để cho nó thua. Để cho nó thua thì sau đó thì mình sẽ tính sau. Lượt đầu tiên thì mình gặp Trần Huy này. Biết vậy mình lắp 4 con cờ vô cũng được. Thì nói chung là mình mua vô á, thì nó sẽ bị mất 10 tiền nha anh em thấy không. Mình đang có 11 tiền nè. Mình mua con 2 tiền về thì nó sẽ mất. Nếu như mình nói là 4 con 1 tiền á, thì ok. Nhưng mà nó tại vì là nó hiện ra tướng là toàn 2 tiền không à. Mặc dù 55% xuất hiện tướng 1 tiền. Nhưng mà xong cuối cùng cái là xong cuối cùng cái là nó lại ra con tướng 2 tiền nhiều quá. Nó dẫn đến cái kết là không có được. Không có được cho mình là 4 con 1 tiền anh em ạ. Thế là thôi, phép bổ trợ mình cũng không ngon nha. Nói chung là đầu game thì không giòn. Không giòn anh em mà không giòn. Nhưng mà thôi kệ. Hai con Mia, nó không giòn thì nó không giòn rồi. Hai con Mia vô được nè. Hai con Mia vô thì cái khả năng mình thua nó sẽ cao lắm. Tại con Mia nó yếu nha. Còn Matic nó cũng yếu. Phép bổ trợ thì mình không lấy. Để cho nó có khả năng nó bị thua cao hơn. Đó, thì nó sẽ dẫn đến cái kết. Đó là mình sẽ thua được 4 lượt. Sau khi mình thua đủ 4 lượt thì mình sẽ có được con tướng 5 tiền hay sao. Thì ráng cố gắng lấy mấy con kiểu Akai đồ đó nha anh em. Ráng cố gắng lấy mấy con kiểu Akai đồ về thì nó sẽ dễ giành chiến thắng ở cái lượt trước cái lượt hợp vòng mệnh á, trước cái lượt đánh quái á. Thì lúc đó chúng ta sẽ rơi được con tướng 5 tiền hay sao xuống rồi chúng ta phải đi đánh ngược lại chủ win nhá. Con tướng 5 tiền hay sao thì nó ra mấy con kiểu Ben thì nó hơi khó chơi. Còn những con còn lại thì ok, những con còn lại thì không có khó lắm. Nên là thường thường thì bạn nên chuẩn bị sẵn mấy con pháo ở phía dưới cho nó. Tại vì là Ben thì nó pháo thủ với phương Bắc, đúng không? Thì mình nên chuẩn bị sẵn mấy con pháo thủ ở phía dưới để có gì nó còn xử lý được chứ. Chứ mà không phải là mấy con pháo thủ ở phía dưới là khả năng nó đi luôn là rất là cao đó anh em ạ. Đấy, thì anh em nên mua những con pháo thủ này mình chuẩn bị sẵn. Angela mà nó nổ vào pháo thủ nữa thì mình giữ lại mình chơi luôn, khỏi mất công phải đem bán. Còn không thì cứ giống như mình vậy. Đấy, để vậy. Xong rồi lát nữa thì mình sẽ bán hai con Mia đi nhé. Cái lượt mà cần thắng á, mình sẽ bán hai con Mia đi rồi mình roll rồi mình xài hết tiền luôn. Để mình đánh cho nó thắng cái chỗ đó là được. Còn cái khúc này thôi, khúc này thì mình vẫn sẽ để thua. Đấy, cái đấy là cái đấy. Bây giờ thì tạm thời là nó đang bị thua khá là nhiều lượt nè anh em nè. Còn lại cho mình là 77 máu. Thua thêm lượt này nữa bên kia ta có tướng 2 sao không thế. Nhìn tướng toàn 2 sao không ớn lạnh thiệt. Cứ lắp đồ vô cũng thua. Thà gặp máu này trước đi. Gặp máu này trước thì lát nữa đỡ phải gặp. Chứ không mà giờ này mà chưa gặp là lát sau phải gặp với ổng. Mấy ông quýnh ba má nhộng ra đó anh em à. Bên thì mình muốn kiếm một con AK nhưng mà không có AK. Không có AK đầu game nên tạm thời là chưa thấy. Thì có thử coi được lấy đồ đầu tiên này. Phép bổ trợ hơi chán anh em ạ. Có gì sử dụng được không? Băng thạch thôi. Có cái băng thạch dùng được không thì kiếm hút máu à, không thì gươm tuyệt vọng hoặc là gươm hoàng kim à, nón về thần bầu trời à, mấy cái đồ đó thì có thể sử dụng được. Bây giờ thì mình đang cần kiếm con Akai chứ. Kiếm con Akai cho nó lên 2 sao xong rồi ok rồi tính sau chứ. Tướng mình thì nó dậy rồi. Mới vô Akai đây. Angela thì mong là nổ pháo thủ. Nổ đấu sĩ. Angela nổ đấu sĩ thì chưa sử dụng được. AK thì đây mình cho nó cầm này. Roll kiếm AK 2 sao nha. Pháo thủ thì cứ lấy về. Đó. Chỗ này bạn roll xíu là AK nó ra, liền à. Tại do là chỗ này nó xuất hiện tới 55% là cấp độ 4 nè. Mình đang giữ cấp độ 4 thôi chứ mình không có up lên cấp độ 5 nhé. Nên là cái khả năng mình lấy được con AK là khá là cao. Thêm con Clint 2 sao, Kimmy. Kimmy vô nữa thì cái khả năng gọi là mình thắng ở lượt sau nó sẽ cao hơn với một con Akai, Kimmy, Glin. Angela nổ đấu sĩ thì hơi tiếc anh em ạ. À. Nếu mà nó không phải là đấu sĩ thì ok. Nổ đấu sĩ thì đấu sĩ không ngon. Thật sự là đầu game thì đấu sĩ không ngon lắm nha.
Nó nổ pháo thủ thì ok, mình giữ lại mình quýnh luôn. Nhưng mà tại vì nổ vào đấu sĩ thì hơi xui. Khả năng là mình cũng không sử dụng con này, không sử dụng con Angela mà mình sẽ đem bán thôi. Thì đấu sĩ nó không khỏe, đấu sĩ 25% hồi máu, mình không có đam nữa, hồi máu làm gì? Hồi máu của người nhiều đam thì ok, với người ít đam đâu có tác dụng đâu anh em. Đấy, nếu mà nó nổ pháo là ngon rồi, nó nổ pháo giờ này mình có pháo thủ mình chơi rồi, là mình có 4 pháo để mình chơi rồi, không nổ nổ thôi giờ biết làm sao. Mười tiền, 15 tiền. Kimmy sói. Rồi. Ủa sao tôi lắp có 5 con cờ vậy? Đáng ra mình lắp 6 con cờ đó. Ở cấp mà sống cùng mình không nhét tướng vô. Bên kia thì có cho mình là một con Saber Battle chim tinh. Mình thì có dàn pháo đây. Đáng ra mình lắp thêm một con AK vô trong nữa đó. Hạ được con Saber đi là khả năng win là có. Thì bên kia nó con Saber nó đang là chim tinh thôi, còn những con khác thì nó không phải gì hết. Rồi. Lấy bảo hộ về để cho Kimmy mình để giành chiến thắng. Rồi ok. Khả năng là thắng á, tại con Kimmy mình còn đầy cây như thế này thì thua khó lắm anh em à. Đấy, dàn pháo thì mình chuẩn bị sẵn nha, nếu như mà coi thử là nó ra cái gì đã. Hanabi. Hanabi thì phải quýnh bí thuật anh em à. Thì bỏ dàn pháo này đi. Bí thuật thì bây giờ kiếm lại một con bí thuật là được. 20 tiền kiếm một con bí thuật nữa. Lắp vô cho lên bí thuật, còn không thì kiếm một con xạ thủ. Bí thuật xạ thủ nào. Đừng có tốn tiền tôi quá, thấy không? Tốn tiền quá là tôi đi xa đó anh em ạ. Rồi, Hanabi thì đương nhiên là chúng ta sẽ phải quýnh vào bí thuật rồi. Hanabi bí thuật. Không thua được đâu, nói chung là chỗ này thì mình không thua được đâu. Thì mình sẽ lấy được con Hanabi chỗ này. Gậy như ý, cái phép bổ trợ không được ngon nha, cái bảo hộ thì không được ngon anh em à. Gậy như ý cho Hanabi. Đó, thì mình còn phải kiếm thêm một con bí thuật về để cho nó ra cái tinh khí bí thuật. Bí thuật nước không ngon. Bí thuật nước thì nó lại không ngon anh em. Tướng sở hữu tinh khí sẽ đóng băng mục tiêu thì bí thuật này không ngon. Nên là mình sẽ đổi sang mình lấy xạ thủ trước đi. Xạ thủ bóng tối. Đó, thì mình sẽ lết lết lên phía trên kia sau tính sau. Còn chỗ này thì mình sẽ lấy vào bí thuật, mình lấy cái xạ thủ trước. Luôn kiếm con xạ thủ nữa cho ra xạ thủ. Được thêm bí thuật nữa thì tốt. Hơi tốn tiền nha, nói chung là roll mãi không thấy tướng là hơi tốn tiền ấy. Tốn tiền roll cờ. Mình thì mình không có muốn tốn tiền roll cờ đâu, nhưng mà roll không ra thì bây giờ phải chấp nhận. Nó không ra mấy con bí thuật cơ, không ra Kagu, không ra con gọi là Bapon. Còn Alpha kia thì mình roll mãi mới thấy. Đấy. Tốn quá nhiều thời gian và công sức để lên cái dàn cái con bí thuật đó để lấy tinh khí bí thuật, mà tinh khí bí thuật nó cũng không ngon, tinh khí bí thuật nước gì gì đó thì không 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 ngon anh em. Thà mình lấy sau để mình kiếm cái tinh khí bí thuật khác chứ tinh khí này thì không ngon. Chúng ta không vội nha, không vội trong cái chuyện gọi là lên Hanabi. Đương nhiên thì mình còn lại bốn mấy máu thì nó cũng căng á, nhưng mà thôi chưa vội anh em, mà chưa vội, cần thiết thì mình ấy chứ còn không cần thiết thì thôi. Dưới kia thì cũng có một người đang đánh Outtest, còn 27 máu chưa thắng đúng không? Chưa thắng thì chưa có tướng. Đội hình chưa đủ khỏe anh em à. Tướng một sao nhiều quá, cho nên là cái việc mà mấy bạn bị thua là đúng rồi. Mình thì cái con tướng 2 sao là mấy con tăng chứ. Atlas 2 sao, Franco 2 sao không vô. Atlas 2 sao, Franco 2 sao thì nó không vô. Rồi, chúng ta sẽ để dành tiền lại nha. Để mình ráng kiếm con Hanabi 3 sao thì nó phải lên cấp cao cao xíu, hoặc là tinh khí nó phải ngon thì nó mới dễ lên. Còn cái tinh khí hồi nãy thì không vô nha anh em, tinh khí hồi nãy thì không vô, với lại mình có lấy về thì mình cũng không có lên được 6 bí thuật. Nãy hồi nãy mình có lấy về thì nó cũng không có lên được 6 bí thuật, nên không cần phải vội để lên bí thuật. Thay vào vậy thì anh em lấy cái tinh khí xạ thủ đi, tại vì đằng nào thì Hanabi mình cũng sẽ đánh vào xạ thủ với là bí thuật mà. Nên là lấy cái xạ thủ nào cũng được. Cái xạ thủ thì nó không phải là cái chính của Hanabi, mà cái bí thuật mới là cái chính. Đấy. Nhưng mà cái vấn đề nằm ở chỗ là hồi nãy thì chúng ta không có lấy được 6 bí thuật. Có lấy về thì nó cũng chỉ được 4 bí thuật thôi. Mình roll quá trời luôn mà không ra mấy bí thuật ha. Không ra Babon, không ra con Kagu. Thôi từ từ. Rồi dưới kia người ta thắng rồi kìa. Outtest thắng được ở phía dưới rồi. Gặp ai vậy? Gặp Huyền xinh gái.
Huyền sinh gái, xạ thủ với lại viễn tây. Đội hình xạ thủ viễn tây không có, không có đồ à, yếu, đội hình đỡ yếu à, có thể rơi con gì vậy, rơi con ngộ không ấy da, hên thế nhò. Ôi rơi con ngộ không hơn nè, rơi con Ben là thôi gãy rồi. Ngộ không thì còn gỡ gỡ được, còn còn gỡ được anh em ạ. Ngộ không thì ok, khỏe đó thì không phải bàn cãi rồi. Ok thì cái đó là cái đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ có được cho mình, nãy mà mình có thanh tẩy thì mình lắp con HP vô góc luôn, nhưng mà không có thanh tẩy thôi, để cho đứng ngoài nha, chứ đứng góc mất công phân cô kéo ra đó. 27 máu. Ngộ không đồ công nhưng không phải đồ thủ. Ngộ không thì đồ tấn công nhiều, đồ tấn công nhiều thì chắc là gặp xạ thủ bên tôi chắc Hanabi nó bắn chịu không nổi đâu ha. Chưa có bí thuật nữa, Ngộ không này chỉ mới chịu hồi xương xương thôi. Xin nhẹn khúc máu nữa đi, còn 12 máu. Ngộ không là phải đông vũ vào, và tại vì bạn rơi mãi ra phía sau mới lấy được con ngộ không thì mặc dù là nó khỏe đấy nhưng mà tinh khí nó không phù hợp, chắc là không lấy được tinh khí đông vũ đâu. Tại nãy tôi thấy bạn đánh đấu sĩ với lại đặc nhiệm thì tôi chắc là không lấy được tinh khí đông vũ đâu anh em à. Đấy, cái khả năng là người ta chưa lên được đông vũ trong cái chỗ của ngộ không. Ôi lấy ngọc xạ thủ chi vậy, vậy tôi phải lấy hai bây rồi. À, tôi tính lấy ngọc xạ thủ vậy tôi đánh ông CG heo kia, ông lấy mất CGHLL kia, ông lấy mất ngọc xạ thủ rồi. Tôi tính lấy xạ thủ về đánh lát nữa có 6 xạ thủ cho dễ. Bí thuật xạ thủ hay bỏ bớt, lắp thêm bí thuật vô cho nó biến hình nè nè, cho nó biến thành con Hanabi 2 sao là được. Xạ thủ đây nữa là 5 xạ thủ, 6 xạ thủ thôi. Á đù 3. À đâu mới 5 mà, 3 đây nữa là 4, đây nữa là 5 mà. Nãy mà lấy ngọc nữa là 6 rồi. Ơi 5 thôi. Dưới kia thì Ngộ không có đông vũ chưa? Rồi Ngộ không có đông vũ rồi. Đông vũ đấu sĩ, xạ thủ, triệu hồi. Mỗi con Ngộ không 2 sao thôi, còn mấy kia thì nó toàn 1 sao không à. Và thêm một cái vấn đề nữa đó là con ngộ không này nó đồ công thanh tẩy càng như ý, với lại chứ nó phải đồ thủ. Đồ thủ thì con ngộ không mới ngon, đồ công ngộ không không ngon, nên là 12 máu không biết chịu nổi không. Nếu mà chịu được hai lượt nữa tới lượt đánh quái thì có khả năng lật kèo được, chứ còn mà đi luôn rồi thôi. Đi luôn rồi thôi, đi luôn là top 8. Đánh nói chung là hên xui, cái chuyện ra con tướng thì là một chuyện, rồi có tận dụng được hay không là một chuyện khác nha. Rồi tận dụng được rồi kìa, thắng được rồi kìa anh em. Ngộ không câu giờ đủ rồi kìa. Đấy thì ngộ không về sau mệt lắm đó anh em à. Nói chung là con ngộ không về sau khỏe. Nha. Ngộ không thì càng về sau nó càng khỏe, cho nên là không diệt được người ta sớm thì một lát nữa là mấy ông kia tự xử, mấy ông kia tự tự hủy gánh chịu quá. Tôi giải quyết được mười mấy máu rồi, còn lại cho mấy ông đó. Chứ hồi sau là ngộ không 3 sao đó. Tại có triệu hồi nữa. Đông vũ xong rồi còn thêm triệu hồi nữa, cho nên là khả năng sớm muộn thì sẽ có được con ngộ không dễ chơi. Con ngộ không bình thường anh em thấy mình đánh một con ngộ không thôi cũng đủ rồi, đừng nói chỉ con ngộ không 2 sao. Rơi tôi mà rơi ngộ không 2 sao từ đầu là giờ này tôi chắc cũng gần 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 lên được 2 con ngộ không rồi. Gì cơ, ông nào đầu hàng hay sao vậy? Tôi thấy có ông đầu hàng rồi. Ủa gì vậy, ngộ không đang ngon mà sao tự nhiên đầu hàng vậy? Ủa gì vậy, đang 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 ngon mà đầu hàng ngang vậy? Thôi cố gắng lên chứ, còn không khỏe mà. Hanabi xạ thủ, trời ơi buồn vậy, chắc rôn cờ không ra hay sao á. Chắc rôn cờ xong rồi không ra hay sao á, cái cuối cùng là quyết định bỏ luôn. Chắc là cũng xài hết tiền kiếm cái gì đó, thì đương nhiên là mình không có chơi nha người ta nên mình không biết là người ta kiếm cái gì, nhưng mà thấy là hình như là còn tới 25 tiền này, đâu đã hết tiền đâu. Chắc là người yêu gọi rồi. Hoặc là em bắt giải toán mẹ bắt đi chợ rồi anh em à. Rồi thôi buồn luôn, chấp nhận thôi chứ biết sao giờ. À chỗ này chúng ta sẽ lấy vào thêm bí thuật nha, lấy vào bí thuật nữa thì thiếu con Babon nhà trời, nãy giờ tôi chưa thấy con Babon luôn á, thật là cảm giác Babon mình chưa thấy luôn. Rồi lấy thêm bí thuật đi, lấy thêm bí thuật xong rồi kiếm thêm một con Babon hoặc là một con Haja cũng được, cho lên thành 6 bí thuật. Bí thuật hoặc là bí thuật gì mình coi thử coi. Đây có Ngọc Đông Phủ, thiết bị nhân bản. Nếu mà bí thuật thì không cần lấy thiết bị nhân bản, còn bí thuật khác thì mình sẽ lấy thiết bị nhân bản để mình coi thử là bí thuật gì đã.
Mình sẽ được hai lần biến hình nhé. Bí thuật gì đây? Bí thuật lửa nữa. À, bí thuật này. Tinh khí bí thuật thì không cần phải lấy thiết bị nhân bản làm gì, tại vì tướng nó sẽ tự động rơi xuống đúng không à? Nên là mình không cần phải lấy thiết bị nhân bản. Thay vào vậy thì chúng ta sẽ lấy vào pha lê đồng vũ đi. Lấy pha lê đồng vũ. Lát nữa chơi thêm ngộ không. Mũi gươm đi. Này thì tạm thời để đây nha. Hồi nữa thì mình sẽ chơi thêm con ngộ không nữa. Giờ mình phải kiếm một con Bobble hoặc là một con gì đó. Hoặc là một con Haja. Nào. Bobble. Haja. Ôi trời ơi. Mệt thật sự. Không kịp lắp sen cho nó rồi nè. Ơi, tôi lắp nhầm cái này lên trên cái này, hèn gì nó không cho mình lắp sen đúng rồi. Đáng ra mình lắp kịp đó, nó không cho mình lắp sen. Đau cái điền thiệt. Này cho ba bốn. Thua luôn lượt này luôn. Hết ngõ luôn. Đau cái điền thiệt. Lên mãi không thấy đâu. Rồi là mình thua mất một lượt. Trốn kỹ quá, ba bốn với lại hai gia, hai thằng trốn kỹ quá. Rồi chúng ta sẽ có thêm 6 xạ thủ coi. Đủ không? 4 xạ thủ. 5 xạ thủ. 6 xạ thủ. Rồi ok. 6 xạ thủ, 6 bí thuật. Xạ thủ Bubble. Tại vì hồi nãy mình lắp cái đó lên con Hanabi con, cho nên nó không có cho lắp lên mà nói chung là lượt rồi mình cũng thua. Đó là mình cũng không có lên được, còn nó cũng không có rơi con Hanabi cho mình được. Akai. Đồ của Akai lắp xuống đây. Rồi. Ok đó, 6 là thủ 6 bí thuật vô đó. Hồi nữa thì mình sẽ thêm con ngộ không vô nữa nhé, thì nó sẽ có thêm 3 đông vũ cho nó chơi. 6 đông vũ thì khó anh em, mà tại mình 6 sở thủ 6 bí thuật rồi, bây giờ lên cả 6 đông vũ nữa thì nó hơi chua. Hanabi thì tự động thì mỗi lượt nó sẽ rơi một con xuống cho mình, nên mình chắc chắn là mình sẽ đủ. Bỏ ngay cai đi. Tại vì bây giờ lên 6 đông vũ cũng chua lắm, không có lên nổi. 666 lên không nổi. Xà thủ bí thuật đông vũ. Lên không nổi anh em. Tại nãy lên mình lấy ô rồi đúng không? Lấy ô chưa? Cấp độ 8. 2, 4, 6, 8 con cờ chưa? Chưa lấy ô. Chưa lấy ô. Rồi con leo mốt thì không chơi. Kagu 2 sao được rồi. Alpha 2 sao được rồi. Rồi nói chung thì lên được thì tốt, không lên được thì thôi. Cứ thử coi. Hồi nữa thì mình sẽ được một slot ô. Một cái cấp là 2 đúng không? Là mới được 4 đông vũ à. Xà thủ đông vũ lắp vô rồi, xà thủ bí thuật lắp vô rồi. Này bí thuật xà thủ lắp vô rồi. À, lên 666 thì nó cần phải ngọc anh em, mà nhiều ngọc là đằng khác á. Và lấy được khá là nhiều ngọc thì mới lên 666 được. Được hai cái nữa thì nó mới chỉ được 4 thôi. Mới được 4 đông vũ thôi. Nên là nếu mà muốn lên 6 đông vũ thì căng. Hanabi quýnh hồi máu, hồi máu, hồi máu, hồi máu quá trời. Ở đó Hanabi quăng chiêu. Bên kia thì mình còn một con Hanabi con, quăng một chiêu gần bay màu. Thằng cơ linh nằm cái là nó biến thành Hanabi phát nữa, cái là bay màu luôn. Hanabi mình bị Kimmy bắn nha. Là nó không có được hồi máu ở phía sau. Vậy đi. Hanabi đâu cần phải cầm cái bảo hộ làm gì. Ngọc Đông Vũ, slot ô. Rồi, chắc chắn là phải lấy slot ô rồi. Tính lấy Ngọc Đông Vũ mà ông kia ông dạy lấy Ngọc Đông Vũ chứ trời. Hiền xinh gái. Hồi đầu game ông nào lấy được tôi Ngọc xạ thủ nữa chứ không là tôi đủ rồi. Là đủ combo 666 rồi. Đấy, chứ mà muốn đánh combo 666 thì nó phải đòi hỏi nhiều thứ lắm anh em, mà chứ không phải đơn giản đâu. Tự nhiên mình có combo 666 để mà chơi đâu. Nó cần khá là nhiều thứ. Hanabi nãy bị rụng đúng không? Uổng quá anh em. Hanabi mà nó không rụng mà ngon. Nó rụng mất rồi. Nó không rụng mà ngon rồi. Bubble Glint. Hai con xạ thủ đứng góc. Alpha đứng tăng.
Alpha Châu. Bí thuật đứng đây. Ôi rồi chết rồi, tháo ra vậy là con Hanabi tôi không được hưởng giáp ảo rồi. Bậy quá bậy rồi. Kagu cầm bảo hộ. Nó lại bảo hộ qua góc bên kia, ở lạnh thiệt. Bên kia bom bên 3 sao. Bom bên 3 sao đang bị xạ thủ trừ giáp khá là nhiều. Bom bên 3 sao trừ 60 giáp rồi. Sau đó anh ta ăn 2 chiêu của Hanabi thì bom bên 3 sao chịu hồi lên đường. Xong. Xin nhẹ một nháy, rơi con Hanabi 2 sao xuống. Nó tự động mỗi lượt nó sẽ rơi một con Hanabi xuống nha. Bí thuật của mình thì chắc chắn là mình sẽ có Hanabi 3. Và khi Hanabi đủ 3 rồi thì nó sẽ đủ sức mạnh để nó cân mọi kèo. Thật sự là cân mọi kèo anh em ạ. Mình cũng chẳng sợ. Thay vì mình sợ sợ thì chúng ta sẽ chơi up cấp. Thay vì mình sợ sợ thì chúng ta sẽ chơi up cấp lên. Mình nhét thêm Hanabi vô cho nó chất. Quá chất luôn. Quá ok anh em ạ, quá ok. Rồi, cái đó là cái đó. Chỗ này thì chắc là cho Hanabi cầm bảo hộ đứng đây đi. Đấy, thì nói chung là Bubble với Hanabi, Bubble 1 sao. Ớn lạnh chưa. Rồi, up cấp luôn chứ, không cần ấy đâu. Tại mình không cần phải giữ tiền để mình roll cờ. Tướng mình tự động rơi mà. Nó ra cái tinh khí bí thuật phát ngồi cười. Ngồi cười đợi tướng nó lên 3 sao thôi anh em ạ. Đơn giản dễ hiểu. Thời gian trôi đi. Hanabi tôi lên được 3 sao phát căng hết. Bên kia lên xe lỏ siêu to khổng lồ. Khi mà đang kiếm khách chim tinh gì gì đó. Nhưng bị tinh khí đất hả? Tinh khí đất, linh tinh khí đất. Ái chà chà. Căng. Chà, linh tinh khí đất anh em à. Căng. Tinh khí đất thì hơi căng. Linh tinh khí đất thì hơi căng anh em. Hơi căng một xíu. Một chốt đem bán nghe. Nãy giờ thằng Hanabi mình sợ linh skill 2 nó kéo qua góc kia. Mình không có dám cho đứng góc, ở đứng góc ngon hơn nha anh em nhé. Hanabi đứng góc ngon hơn. Thì nó sẽ đảm bảo được cái chuyện đó là nó đỡ nó bị đánh hơn. Chứ đứng ngoài nó bị đánh lắm. Nên mình cho đứng góc. Hồi nữa đi xong rồi mình rảnh tay rồi đáng là thêm con ngộ không vô đó mà không thấy ngộ không đâu hết à. Thì thôi, để mình kiếm Hanabi đi. Chỗ này thì sẽ có rơi một cái thiết bị nhân bản và một con Hanabi. Đánh quá nó cũng được một con Hanabi nha anh em nhé. Nó cũng sẽ rơi một con Hanabi xuống. Thì thiết bị nhân bản nữa, chúng ta tính ra là mình chỉ thiếu một con thôi. Chắc chắn là phải lấy thiết bị nhân bản rồi. Chứ ngọc kia thôi lấy làm gì. Ngọc xà lơ. Ba cái ngọc xà lơ kia lấy làm gì anh em. Đồ đạc thì Hanabi đồ này ok rồi. Giáp hồi sinh đi. Giáp hồi sinh lát nữa cho con con nào cầm một con coi. Hanabi thiếu một con ngộ không đây. Sợ đợi mãi mới thấy con ngộ không đó anh em ạ. Hanabi thiếu một con ngộ không. Hanabi ái chà chà, bán con này lên Hanabi 3. Rồi, ok. Hanabi 3 là xong rồi đó. Này cho ngộ không. Ngộ không lên 2 sao nữa. Hanabi 3 sao, đông vũ, xạ thủ. Có thêm đông vũ thôi nha. Hanabi đang được hưởng cả đông vũ đó. Anh em thực ra thì không cần cầm ngọc đông vũ cho Hanabi đâu nha. Kẻ như ý đây à, có đông vũ thì cũng được. Không có đông vũ thì cũng không sao ấy. Cái chuyện đông vũ hay không đông vũ thì nó không quan trọng lắm. Nó rơi thêm Hanabi cho mình nè. Để mình quất thêm con nữa đi. Giờ thêm đấu sĩ đâu cái thứ cũng không được. Đông vũ cũng không được. Thay vào vậy thì chúng ta sẽ chơi thêm một con Hanabi nữa. Đó, Leomot bỏ. Leomot bỏ anh em. Lên. Này cầm bảo hộ. Đứng gần. Hanabi vô. Roll thôi, giờ này roll anh em. Ngộ không lên, đỡ phải xài thiết bị nhân bản luôn. Thiết bị nhân bản để dành đó. Hanabi rơi xuống, lát sau tôi nhân bản Hanabi cho Hanabi lên thành 3 sao luôn. Thời gian cho đi, mình sẽ có hai con Hanabi 3 sao. Tụi nó không có Funko nhá. Nên là mình không cần thiết mình phải giấu con Hanabi của mình làm cái gì. Anh em hiểu không? Bình thường thì mình hay giấu, còn đây thì mình không cần. Tại nó không có Funko. Có Funko thì mình mới giấu thôi. Có con Linh đất hồi nãy này còn kháng được mình á. Thì lát nữa có gì mình giam con Linh lại. Đừng cho người ta lên Linh 3 nha anh em nhé. Lên Linh 3 thua. Lên Linh 3 mà Linh đất kia nó cắm kiếm chịu không nổi. Xin lỗi cho chịu không nổi đó. Bên này chịu hồi. Chịu hồi 3 sao rồi cái thứ cũng nghệ. Dắt. Bỏ con dắt. Chịu hồi nó rơn dắt anh em, bỏ con dắt đi. Chịu hồi của ngộ không với lại Popo nó nãy giờ nó mới ra con ngộ không á.
con Mabul nó cũng trốn kỹ lắm. Ngộ Không 2 sao. Ngộ Không 2 sao, thiệt bị nhân bản. Tôi đang là người cao máu nhất, hai ông kia gặp tôi lượt sau chắc đi quá. Mod code lên 2 sao cái đi. Ok. Quăng quăng 2 sao rồi. Để mình kiếm có thử người ta có con Linh nào không? Mình giấu con Linh đi. Bây giờ thì không có thì chơi thiết bị nhân bản cho Happy lên luôn. Còn không thì để dành để lên con bóp lên con Ngộ Không 3. Thì thật ra thì chắc là lên không nổi đâu, lượt hai lượt nữa là xong rồi. Đó là Ngộ Không 3 là no hope rồi, nên mà Ngộ Không không có lên được 3 đâu. Lancelot. Lancelot với Linh này. Ngộ Không cầm bản thạch. Mình thua Linh thì mình thua ít lắm, mình thua mười mấy máu rồi. Linh trên khi đất, trời ơi, bị một đống Hanabi nó quằn cho. Trừ giáp, trừ hết giáp nó đi, trừ giáp nó anh em, trừ giáp nó, còn lại có mấy chục giáp thôi. Hồi máu ok luôn, anh hết giáp rồi anh trai. Ôi sao nó cắm kiếm nó hồi máu lại giáp nó lên nhiều thế. Không, tôi lại đánh trừ giáp lại từ đầu rồi. Trời ơi, Hanabi ơi, quăng chiêu vào đầu đó. Không ổn rồi. Trời ơi, tôi trừ bao nhiêu giáp nó lên lại bấy nhiêu vậy. Game lừa. Game quá lừa luôn anh em. Game quá lừa luôn. Game lừa dã man. Thề luôn, mình trừ bao nhiêu giáp ta lên lại bấy nhiêu luôn. Vô lấy thật sự. Linh hả? Linh gì? Khó nhằn nha. Linh anh em, Linh chim tinh kiếm khách. Khó chịu nhờ. Đông phủ. Cay nhờ. Đánh nó anh ơi, đánh không được nó em ơi. Nói tôi hay là nói người kia người ta ấy, trời, tôi biết nói ai nữa. Linh nó mạnh quý. Ừ ha, mình đổi tinh khí sang cho con Hanabi, tinh khí sở thủ sang cho Hanabi hợp lý hơn. Để Hanabi nó đánh nó trừ giáp được nhiều hơn. Ồ, Linh đi ok. À, Linh giáp hồi sinh. Linh tinh khí đất, tinh khí đất. Tinh khí đất nè, quăng chim bơm đó. Trừ giáp đó. Cắm một kiếm. Rồi bay mẹ màu luôn. 13 máu. Đúng, để mình đổi cái tinh khí sang hợp lý. Tỉnh, anh em tỉnh nè. Từ. Ngộ Không. Giờ này Ngộ Không chi nữa. Ngộ Không làm cái gì nữa? À, tôi giấu con Linh của người ta thôi chứ Ngộ Không ra chi trội lắm Ngộ Không thế. Vàng Ngộ Không đổ tinh khí. Bí thuật sang đây, xạ thủ sang đây. Xạ thủ mình hơi chán cái là nó trừ 25 giáp gì á. Nó cũng không ngon lắm. Bí thuật. Cái tinh khí bí thuật thì thôi vô hại rồi. Còn tinh khí xạ thủ là hên xui thôi, chứ còn tinh khí bí thuật là vô hại rồi. Mình thêm đông vũ nữa đó để cho ông Hanabi mình nó trâu á, mà biết nó trâu nổi không. Linh 2 sao. Linh đang bị trừ giáp nhưng mà nó bị lỗi anh em à. Nó cắm kiếm cái giáp nó lên nè. Nó hơi lỗi xíu. Rồi Linh đi ok. Sao Linh đi rồi. 1 tỷ con xạ thủ nó quýt vô chịu không nổi. Xin lỗi chứ chịu không nổi rồi. Trời ơi, tôi cố tình đó mấy ông à, tôi cố tình gọi là quên đổi cái tinh khí sang để tạo drama thôi, để có thể thử lòng, có thử mấy bạn có thấy hay không thôi. Hôm nay là mấy bạn có thấy à? Tưởng đâu là mấy bạn không thấy chứ, Linh tinh khí đất ảo giác quá anh em à. Đáng ra là trừ giáp là trừ luôn, là Linh nó thua từ cái thời nào rồi nhé. Mà tại vì là con Linh nó tinh khí đất cái thứ nó cắm kiếm xuống ấy, thấy nó lên một đống giáp luôn, vô lý thật sự luôn á. Bình thường cái giáp nó đâu được tăng đâu. Nó làm gì có cái gì tăng giáp đâu mấy ông. Con này thì nó chỉ được tăng sức mạnh phép thuật với ấy thôi, chứ làm gì được tăng kiếm khách, làm gì được tăng giáp. Đúng không? Kiếm khách đâu được tăng giáp đâu, long giáp. Long giáp sau khi hạ gục mục tiêu thì sẽ nhận được sức mạnh, thì bình thường long giáp hình như là nó cũng đâu có được tăng giáp đâu. Long giáp thì nó cũng đâu có được tăng giáp đâu anh em. Long giáp là nó lấy đam với lại lấy máu thôi. Chứ làm gì có được lấy giáp. Đúng không? Đúng không? Hay là nó sửa rồi? Hồi trước giờ tôi thấy long giáp ở đâu được tăng giáp đâu. Nếu mà long giáp được tăng giáp nó làm cái gì? Hình như long giáp đâu được tăng giáp đâu anh em. Mà sao người ta lên
cả tỷ giáp mà tôi quýnh bao nhiêu nó rớt bao nhiêu rớt bao nhiêu giáp xuống rồi nó lại lên giáp lại linh này, hơi lỗi nha, hơi lỗi. Còn cái pha kia thì đúng là mình quên cái tinh khí á. Nói chém gió chơi chứ mình quên rồi, tại mình lo mình nhìn mình kiếm quân linh để giam quân linh người ta, không cho người ta lên linh 3 sao. Nhưng mà thật ra thì người ta lên không nổi đâu, với một cái con chỉ huy như kiểu kia thì lên không nổi linh 3 sao đâu. Linh 2 sao chim tinh kiếm khách long giáp ghê. Có chim tinh thì đủ rồi, không cần đấu sĩ nhé. Khá là ghê, nhưng mà xạ thủ thì nó vô nó bắn ba má nhận ra đâu anh em, mà với lại bí thuật nữa 23 sao nữa, bắn tinh địch chịu nổi đâu. Hồi nãy mà mình đủ tiền là mình lên được ngộ không 3 sao nữa, nhưng mà mình không đủ tiền. Hồi sau mình còn lo đổi cái con ngộ không nữa. Rồi ok, đó là tất cả những gì mà mình có thể chia sẻ cho các bạn ở trong cái clip ngày hôm nay, một clip cũng khá là hay và khá là kịch tính. Và sau cùng thì cái kết thì nó cũng khá là có hậu, vậy là được rồi. Anh em nào thích cái clip này của mình thì để mình một like, một subscribe, đăng ký kênh, nhớ bật chuông bấm thông báo lên để nhận thông báo trong thời gian sắp tới có ý tưởng nào hay thì bình luận phía dưới giúp mình, để mình có thêm những ý tưởng mình làm cho tương lai. Còn bây giờ thì cảm ơn bạn rất nhiều và xin hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo. Bye bye.